Top 5 loại màu guashi đắt giá nhất thế giới. Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những màu guashi đắt giá nhất thế giới dành cho các họa sĩ chuyên nghiệp. Nhưng trước tiên, bạn có biết guashi là gì không? Guashi là một loại sơn nước đặc biệt với độ đục và độ bóng cao hơn so với sơn nước thông thường. Nó được ưa chuộng bởi các họa sĩ vì khả năng phủ đẹp, dễ điều chỉnh và khô nhanh. Và nếu bạn muốn trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, thì việc sở hữu những ống màu guashi đắt tiền này là điều bắt buộc. Vì sao ư? Có lẽ các bạn sẽ hiểu rõ hơn sau khi xem video này. Nào, hãy cùng khám phá top 5 hãng màu guashi đáng giá nhất thế giới cho các họa sĩ nhé. Chắc chắn nó sẽ khiến bạn muốn bỏ ra cả gia tài chỉ để sở hữu những ống màu này đấy. Số 1. Honban Guashi. Honban Guashi được công nhận là một trong những dòng màu guashi chất lượng nhất trên thị trường. Chúng có độ bám dính và độ phủ tuyệt vời, cho phép người dùng tạo ra những lớp phủ mạnh mẽ và đậm đà. Độ bóng của các màu guashi Honban cũng ở mức rất cao, tạo ra những hiệu ứng sắc nét và sinh động trên giấy. Các màu guashi Honban cũng rất bền màu, giữ được sắc độ ban đầu trong thời gian dài khi không tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp. Đây là một ưu điểm quan trọng khi làm việc với các tác phẩm tranh vẽ, đảm bảo sự lâu dài và bền vững của những sáng tạo nghệ thuật. Bộ sưu tập màu guashi của Honban cung cấp một phạm 6 màu sắc rất rộng, từ các màu cơ bản đến những màu sắc tinh tế và độc đáo. Điều này mang lại sự linh hoạt cho người dùng trong việc pha trộn và tạo ra những gam màu độc đáo. Tuy nhiên, phải công nhận rằng các màu guashi Honban cũng có mức giá khá chát so với các dòng màu guashi khác trên thị trường. Giá của một ống màu guashi Honban thường từ 10 đến 25 đô la Mỹ. Nhưng với chất lượng vượt trội như vậy, nhiều họa sĩ vẫn sẵn sàng trả mức giá cao để sở hữu những ống màu Honban. Tóm lại, Honban Atashi Guashi là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đam mê và cầu toàn về chất lượng trong việc sử dụng màu guashi. Mặc dù giá thành có phần cao hơn, nhưng chất lượng và độ bền màu thì xứng đáng với số tiền bỏ ra. Số 2. Smith Guashi. Smith Guashi là dòng màu guashi chất lượng cao của hãng Smith, một công ty sản xuất màu mỹ thuật lâu đời và uy tín tại Đức. Các màu guashi của Smith Hoserdam được sản xuất với nguyên liệu chất lượng cao, bao gồm hạt màu bitumen tinh khiết, chất kết dính từ thực vật và các phụ gia khác. Chúng có độ phủ tuyệt vời, khả năng trộn lẫn tuyệt hảo và độ bền màu cao. Bộ sưu tập màu guashi Smith Hoserdam gồm hơn 200 màu, bao gồm các màu cơ bản, những gam màu trung tính, những màu sắc tinh tế và độc đáo. Người dùng có thể dễ dàng pha trộn và tạo ra những gam màu mới. Các ống màu guashi Smith Hoserdam có dung tích 15ml, 20ml và 35ml, đáp ứng được nhu cầu của nhiều loại hình sáng tạo nghệ thuật khác nhau. Dòng màu guashi này phù hợp với nhiều kỹ thuật vẽ như vẽ tranh, minh họa, thiết kế đồ họa, trang trí và các ứng dụng nghệ thuật khác. Tuy nhiên, các màu guashi Smith Hoserdam cũng có mức giá khá cao, cao hơn so với một số thương hiệu khác trên thị trường. Giá của một ống màu guashi Smith khoảng 8 đến 20 đô la Mỹ. Nhìn chung, Smith Hoserdam Guashi là một dòng màu guashi chất lượng cao với phạm 6 màu sắc rộng, độ bền màu tuyệt vời và khả năng pha trộn ấn tượng. Mặc dù giá thành hơi cao, nhưng chất lượng sản phẩm xứng đáng với mức giá đó. Số 3. Daniel Smith Guashi. Daniel Smith là một thương hiệu nghệ thuật nổi tiếng, được thành lập năm 1976 tại Seattle, Hoa Kỳ. Họ nổi tiếng với việc cung cấp các sản phẩm vật liệu mỹ thuật chất lượng cao, trong đó có dòng màu guashi. Guashi của Daniel Smith là một dạng màu nước với độ che phủ và độ sáng cao hơn so với màu nước thường. Nó có khả năng tạo ra các lớp sơn mịn, đều và mờ đục, phù hợp cho nhiều kỹ thuật vẽ khác nhau như vẽ nhanh, vẽ lớp, họa tiết và nhiều ứng dụng khác. Chất lượng của Daniel Smith Guashi được đánh giá rất cao. Chúng có độ bám dính tốt, độ phủ cao và khả năng tạo lớp sơn đều, mịn, màu sắc cũng rất rực rỡ, sống động và sắc nét. Độ bền màu của Daniel Smith Guashi cũng ấn tượng. Các màu sắc thường giữ được độ rực rỡ ban đầu trong thời gian dài, thậm chí khi tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp. Đây là một ưu điểm quan trọng đối với các tác phẩm tranh vẽ. Bộ sưu tập màu guashi của Daniel Smith cung cấp một phạm 6 màu sắc vô cùng rộng và đa dạng, từ các màu cơ bản đến những màu sắc tinh tế và độc đáo. Điều này giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn và có thể dễ dàng pha trộn những gam màu mới. Về mặt giá cả, Daniel Smith Guashi có mức giá phải chăng, thường thấp hơn so với một số thương hiệu cao cấp khác như Smith. Giá của một ống màu guashi Daniel Smith thường từ 9 đến 18 đô la Mỹ. Điều này làm cho dòng sản phẩm này trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt đối với những họa sĩ mới bắt đầu hoặc có ngân sách có hạn. Tóm lại, Daniel Smith Guashi là một sự lựa chọn tuyệt vời nhờ chất lượng tốt, độ bền màu ấn tượng, phạm 6 màu sắc rộng và mức giá phù hợp.
Đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho các họa sĩ muốn sử dụng màu gouache chất lượng cao mà không phải chi trả quá cao. Số 4. Kem Gerzam Gouache. Kem Gerzam là một thương hiệu mỹ thuật lâu đời, được thành lập vào năm 1970 ở Portland, Oregon, Hoa Kỳ. Họ nổi tiếng với việc cung cấp các sản phẩm vật liệu mỹ thuật chất lượng cao, trong đó có dòng màu gouache. Kem Gerzam Gouache là một loại màu nước đặc sánh, có độ bám dính và độ phủ cao. Nó thích hợp cho các kỹ thuật vẽ như vẽ lớp, vẽ họa tiết, vẽ ấn tượng và nhiều ứng dụng khác. Độ sáng và độ mờ đục của màu có thể được điều chỉnh bằng cách thêm nước. Chất lượng của kem Gerzam Gouache được đánh giá rất cao. Chúng có độ bám dính tuyệt vời, độ phủ đều và khả năng tạo lớp sơn mịn mượt. Màu sắc cũng rất rực rỡ, sống động và sắc nét. Độ bền màu của kem Gerzam Gouache cũng rất ấn tượng. Các màu sắc thường giữ được độ sáng và độ rực rỡ ban đầu trong thời gian dài, ngay cả khi tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp. Đây là một ưu điểm quan trọng đối với các tác phẩm tranh vẽ. Bộ sưu tập màu gouache của kem Gerzam cung cấp một phạm 6 màu sắc đa dạng, từ các màu cơ bản đến những màu sắc tinh tế và độc đáo. Điều này giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn và có thể dễ dàng pha trộn những gam màu mới. Về mặt giá cả, kem Gerzam Gouache có mức giá tương đối cao so với một số thương hiệu khác. Tuy nhiên, chất lượng vượt trội của sản phẩm có thể làm cho mức giá này trở nên xứng đáng, đặc biệt đối với những họa sĩ chuyên nghiệp hoặc những người tìm kiếm sản phẩm màu chất lượng cao. Tóm lại, kem Gerzam Gouache là một lựa chọn tuyệt vời nhờ chất lượng vượt trội, độ bền màu ấn tượng và phạm 6 màu sắc đa dạng. Mặc dù có mức giá cao hơn một số thương hiệu khác, nhưng chất lượng của sản phẩm hoàn toàn xứng đáng. Đây có thể là một lựa chọn phù hợp cho các họa sĩ chuyên nghiệp hoặc những người tìm kiếm màu gouache chất lượng cao. Số 5. Chandelier Gouache. Chandelier Gouache là một loại màu nước đặc sánh, có độ bám dính và độ phủ cao. Nó thích hợp cho các kỹ thuật vẽ như vẽ lớp, vẽ họa tiết, vẽ ấn tượng và nhiều ứng dụng khác. Điều đặc biệt là Chandelier Gouache có khả năng tạo ra những hiệu ứng độc đáo, với độ mờ đục và độ sáng có thể điều chỉnh được. Chất lượng của Chandelier Gouache được đánh giá rất cao. Chúng có độ bám dính tuyệt vời, độ phủ đều và kết cấu mịn mượt. Màu sắc cũng rất rực rỡ, sống động và sắc nét. Độ bền màu của Chandelier Gouache cũng rất ấn tượng. Các màu sắc thường giữ được độ sáng và độ rực rỡ ban đầu trong thời gian dài, ngay cả khi tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp. Đây là một ưu điểm quan trọng đối với các tác phẩm tranh vẽ. Bộ sưu tập màu gouache của Chandelier cung cấp một phạm 6 màu sắc rất đa dạng, từ các màu cơ bản đến những màu sắc tinh tế và độc đáo. Điều này giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn và có thể dễ dàng pha trộn những gam màu mới. Về mặt giá cả, Chandelier Gouache có mức giá tương đối cao so với một số thương hiệu khác. Tuy nhiên, chất lượng vượt trội của sản phẩm có thể làm cho mức giá này trở nên xứng đáng, đặc biệt đối với những họa sĩ chuyên nghiệp hoặc những người tìm kiếm sản phẩm màu chất lượng cao. Tóm lại, Chandelier Gouache là một lựa chọn tuyệt vời nhờ chất lượng vượt trội, độ bền màu ấn tượng và phạm 6 màu sắc đa dạng. Mặc dù có mức giá cao hơn một số thương hiệu khác, nhưng chất lượng của sản phẩm hoàn toàn xứng đáng. Đây có thể là một lựa chọn phù hợp cho các họa sĩ chuyên nghiệp hoặc những người tìm kiếm màu gouache chất lượng cao với hiệu ứng độc đáo. Như vậy, chúng ta đã cùng điểm qua top 5 hãng màu gouache đắt giá nhất thế giới, thường được ưa chuộng bởi các họa sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để sở hữu được những sản phẩm màu gouache chất lượng cao này, nghệ sĩ cũng phải trả một mức giá khá đắt đỏ. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn và đầu tư vào những dòng màu gouache cao cấp này. Chúc các bạn sáng tạo thành công với những món đồ nghệ thuật tuyệt vời.